Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Trong video này, Vân Hoa xin giới thiệu với các bạn một hòn đảo xinh đẹp, hòn đảo Cô Tô. Huyện đảo Cô Tô có diện tích 47,3 km2, nằm ở phía đông của Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách cảng Vân Đồn khoảng hơn 60 km. Huyện đảo Cô Tô là một quần đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Cô Tô lớn, đảo Cô Tô nhỏ, đảo Thanh Lâm, đảo Trần và vô số các hòn đảo nhỏ khác. Đến đây, ngoài tắm biển, bạn có thể tham quan rừng tự nhiên, thăm hải đăng, cầu cảng và các làng đánh cá, các vịnh biển và các bãi đá tự nhiên. Hiện tại, dịch vụ phục vụ cho khách du lịch tại Cô Tô đang phát triển nhanh chóng kể từ khi có điện lưới quốc gia vào năm 2013. Thiên nhiên ưu đãi cho nơi này, vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình với những bãi biển dài, cát trắng mịn và khí hậu mát mẻ gần như quanh năm. Đây hứa hẹn là một điểm đến lý tưởng nếu bạn là người thích một nơi yên tĩnh thanh bình. Cô Tô có địa hình đồi núi và những cánh đồng hẹp, ven đảo là những bãi cát nhỏ và vịnh nhỏ. Đất rừng Cô Tô khoảng 2.200 ha. Cô Tô có đất nông nghiệp lên đến 771 ha, chiếm khoảng 20% diện tích đất tự nhiên. Trong đó, một nửa số đất đó có khả năng cấy lúa trồng màu, một nửa có khả năng chăn thả gia súc và trồng cây ăn quả. Cô Tô có địa hình gần biển nên ít sông suối. Thực vật trên đảo khá phong phú, nhiều chủng loại, rừng tự nhiên đa dạng với nhiều loại gỗ tốt. Đảo Cô Tô được biết đến với khung cảnh tuyệt đẹp, nhiều bãi biển hoang sơ và bờ cát trắng, nước trong xanh, những con sóng trắng xóa làm mê hoặc lòng người. Di chuyển đến đảo Cô Tô cũng đơn giản, từ Hà Nội, bạn đi ô tô đến cảng Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh. Từ cảng Cái Rồng đi tàu cao tốc ra đảo Cô Tô, có rất nhiều hãng tàu cao tốc và có nhiều chuyến trong một ngày. Cô Tô với nguồn hải sản vô cùng phong phú và tươi ngon, giá cả ở đây cũng rất phải chăng. Hiện tại, do đáp ứng nhu cầu của nhiều khách du lịch, nên rất nhiều các khách sạn và nhà hàng đã mọc lên. Trên đảo Cô Tô có nhiều nơi bạn có thể ghé thăm như bãi tắm Tình Yêu. Bãi tắm này là bãi tắm nằm ngay ở trung tâm thị trấn Cô Tô. Bãi biển rất dài và sạch sẽ. Nơi đây, chiều chiều, bạn có thể ngắm hoàng hôn buông xuống. Bãi Vằn Chảy cách thị trấn Cô Tô khoảng 7 km. Nơi đây nằm ở phía tây, cũng là nơi ngắm hoàng hôn. Nơi đây, bãi cát trắng dài, mịn, sóng vừa phải. Bãi Hồng Vàn cách thị trấn Cô Tô 5 km, nằm ở phía đông. Đây là nơi ngắm bình minh rất đẹp. Nước ở đây yên lặng, êm ả, sóng nhỏ lăn tăn như nước hồ. Ngoài việc đến thăm mấy bãi tắm, bạn có thể thăm ngọn hải đăng ở Cô Tô, thăm cảng Bắc Vàn, thăm bãi đá Cầu Mị, thăm đảo Cô Tô Con và đảo Thanh Lân. Nếu các bạn muốn khám phá đảo Cô Tô, các bạn nên xem trước dự báo thời tiết. Đề phòng tình huống khi có gió mạnh, mưa bão, không có tàu ra đảo. Với những ai dễ say sóng, nên uống thuốc chống say trước khi lên tàu. Nên lựa chọn tàu cao tốc thay vì đi tàu gỗ, sẽ dễ bị say. Khi còn ở trong vịnh, tàu di chuyển tương đối êm, nhưng khi ra đến khu vực gần đảo, sẽ có sóng rất mạnh, khiến tàu có thể chao đảo. Trên đây là vài chia sẻ nhỏ của mình cho các bạn nào muốn khám phá đảo Cô Tô. Thank you.
Thank you.